Ok, xin chào anh em, tôi là Chu Đình Thiên. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em chơi cơ bản. Hướng dẫn chơi cơ bản Forex trên cái phần mềm của FPS. Thì đầu tiên chúng ta vào FPS. Sẽ hiện ra cái này và PSVN sẽ hiện ra này à. Này về lại nha. Khi vào được gì đây, có một lệnh thắng được hai lệnh thắng, một lệnh được 5,11 đô và một lệnh được 0,27 đô. Còn những lệnh trước là thua. Đấy thì có nhiều ông bảo là chỉ cần bài lệnh thắng đúng không thì ta cũng thắng toàn bộ, tức là lên lời 2,3 đô. Còn lệnh thua thì chúng ta thua nhỏ thôi, thua có thể là 1 đô, 1 đô rưỡi, 1 đô 6 hay 1 đô 7. Ở chậm đi. Anh em cũng thể vào đọc lời khuyên rồi ha. Đấy. Thì chúng ta vào web trader. Web trader nó sẽ hiện ra cái này. Hoặc là ở những môi giới khác thì nó sẽ có một cái phần mềm dành riêng cho trainer, tức là tải về máy tính luôn. Ok, ở đây chúng ta sẽ vì hướng dẫn cơ bản nên là tôi sẽ hướng dẫn anh chị ví dụ mua như nào, chốt lời như nào, cắt lỗ như nào. Ok, thì sẽ như sau. Ở đây chúng ta sẽ chú ý này, hay là cực đồng tiền. Đấy, để xem một đồng tiền ấy, để xem biểu đồ một đồng tiền, tôi thường xem là xem biểu đồ nến, không xem bất kỳ một biểu đồ nào mà chỉ xem biểu đồ nến. Tại sao? Bởi vì anh em chúng ta mới thì chúng ta nên xem biểu đồ nến. Những cái nến đen này thì là giảm, có dấu hiệu giảm. Còn những cái nến trắng này là dấu hiệu tăng. Có thể là ở nhiều nơi thì ở đây là nến đỏ và đây là nến xanh. Đấy. Chúng ta có thể thay đổi màu đi. Đấy. Thì thay đổi màu. Đấy, mắt kia rồi, mắt kia kia chúng ta dễ nhìn. Ok, thì đây tôi sẽ hướng dẫn anh chị em là đây, vào cái nút này, đặt lệnh mới này, lệnh mới này, biểu tượng này. Ở đây thì có cả thêm thêm Bitcoin nữa này. Nếu anh chị nào quan tâm đến Bitcoin thì vào đây. Bitcoin, Litecoin, Ethereum này. Đấy. Ở đây cũng khoảng mấy chục cặp tiền.
Nó hơi trước 34 cả tiền rồi phải. Ok. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái lệnh, hai lệnh cơ bản, đó là lệnh lệnh thực thư thị trường và lệnh lệnh chờ. Lệnh thực thi lệnh thị trường nghĩa là sao? Ví dụ như là cái lệnh tức thời, ví dụ như anh chị muốn mua một cái cặp tiền nào đó, thì khi mà chúng ta đặt cái chế độ là chốt lời ở bao nhiêu đấy. Ví dụ ở đây tôi thấy nó đang lên thì tôi muốn chốt lời ở 0,9431 chẳng hạn, thì tôi đặt đấy, tôi đặt 9431 đây là 9431 431 chẳng hạn. Đấy, nó lên chẳng hạn, cắt lỗ đúng không ạ? Cắt lỗ thì tôi thấy ở đây là 0, ví dụ nha, 0,35 đúng không? 51 tôi sẽ đẩy lên thử. Còn khối lượng là 0,01 đơn vị, và cái này là bấm và mua và chấp nhận nữa đấy, thì nó phản ứng luôn với thị trường này. Giá này 4,414, stop note là cắt lỗ ở 30,351 và chốt lời 431 và đang âm 0,21 đô. Thì hôm sau tôi sẽ hướng dẫn anh chị là tính cái lời lãi này như nào, lời lời lỗ này như nào. Thì chúng ta chỉ quan tâm đến hai cái lệnh đầu tiên thôi, đó là lệnh thực thi thị trường và lệnh chờ. Đấy, lệnh thi thị trường thì nó phản ứng luôn, chúng ta chỉ quan tâm việc là khối lượng bao nhiêu này, cắt lỗ bao nhiêu này và chốt lời bao nhiêu. Đừng, nếu mà chúng ta không cắt lỗ chốt lời thì chúng ta một ngày nào đó chúng ta bị cháy tài khoản. Đấy, ví dụ thế, ví dụ có bạn có 100 đô chẳng hạn thì hãy cắt lời, chốt lỗ, cắt lỗ ở mức 5 đến 10%, có người chấp nhận 20% được, tùy anh chị. Tức là trong 10 lần thì anh chị phải trong 10 lần chơi hay là 20 lần chơi hạn thì chúng ta chỉ cần 10 lần thắng, ví dụ như tôi vừa nãy đúng không ạ? Ở đây cho tôi chỉ cần 2 lần thắng, một lần thắng đậm nhất là 5,11 đô, lần thắng thứ hai là lần thắng thứ nhất là 0,9, gần 0,9, lần thắng thứ hai là 5,11 đô. Chúng ta trông chờ vào những lần thắng lớn như này và tối giản những cái rủi ro, thì chúng ta kiểu gì thì bạn cũng bị thua thôi, cho dù là bạn có phân tích giỏi đến cỡ nào nữa thì bạn vẫn thua nếu bạn không chốt. Đây là cái phương thức giao dịch mà tôi đang áp dụng. Còn trước đây thì cái phương thức giao dịch là theo kiểu tham lam, nó không hiệu quả, bởi vì nếu mà đối với thị trường nó lên quá mạnh thì bạn có thể là sẽ bị cháy tài khoản ngay lập tức, mặc dù cũng có thể kiếm được đô rất nhanh. Ok, đấy là một cách để là đấy là một cái lệnh gọi là lệnh thực thi thị trường nhanh. Tiếp tục, rồi anh cũng có thể mua được này, bởi vì cái này đang xuống đúng không? Để trông chờ đến nó xuống đến đây thì chúng ta có thể là đặt tùy. Âm rồi đấy, nó xuống quá mức rồi. 0,51 đồng này. Đấy, chúng ta phải dự đoán nó xuống rất là nhanh. 0,51 đô. Đấy. Vừa nãy là đặt đấy thôi, để xem nào cái cặp tiền nào có thể tăng giá không hay giảm giá xuống không. Cái này chưa mua.
Đây tôi đang chơi là H1 với H4. Bởi vì chúng ta ít tiền nên chơi thế. Tối thiểu là 100 đô thì chơi nó thoải mái hơn. Tức là khối lượng này này, chúng ta không để 0,01 nữa mà để 0,1. Đấy. Và lại là để 0,05. Thì trong ngày một ngày chúng ta có thể kiếm được từ 10, 20 đến 50 đô là chuyện bình thường. Đây đây này, 0,01 này. Một ngày chúng ta có thể kiếm được 5 đô này. Đấy, thế mà 0,05 đúng không? Cái này đặt là 0,05 thì chúng ta nhân lên 5 nữa là chúng ta kiếm được 25 đô. Thì đây là dành tại sao tôi chơi cái mức này. Chơi cái mức này gọi là mức 50 đô. Mức tối thiểu ấy, mức min min nó rồi đấy, còn mức 100 đô ấy thì nó mình sẽ nhân lên hoặc 0,003 hoặc là 0,005 thì nó ấy hơn, ngon hơn. Ok, đây một cái để đấy, để mà đưa một cái này ra đây, chúng ta chơi những cửa sổ mới nó nhảy ra. Thế rồi, thế rồi. Ra đây đang có dấu hiệu giảm đúng không? Chúng ta có thể đặt lệnh là stop not ở đây. Stop not sales. À quên, sales stop. Thì đây, lệnh chờ. Nó có ba cái bốn cái lệnh thì chúng ta chỉ cần quan tâm này. Buy limit này, sell limit này, stop not này. À sales stop. Buy stop. Buy stop là mua khi giá mình thấy giá nó lên, còn sell stop là mua khi giá nó đang chuẩn bị xuống, mình dự định là nó đang xuống. Chúng ta khi mua thì chúng ta phải xác định là mình có thể lỗ. Mua là mức giá 89,364. Công ty số 4 lắm. Chốt lời ở 89 104 106 đi. Cắt lỗ ở mức 89 625. Dù bạn giỏi đâu thì bạn cũng vẫn bị thua rồi. Các nhà giao dịch đồng này là đồng đô la Canada, Canadian và đồng yên. Ok, là thôi, đây gọi là lệnh chờ. Lệnh chờ này thì nó không phản ứng ngay lập tức mà nó có hiện đây này. Đấy, nó hiện ở bên dưới khi mà cái đường này này. Ở đây có hai cái đường gọi là đường đường dán chào và giá bán, chúng ta sẽ để ý đây, khi mà một trong hai cái đường này nó chạm xuống cái đường thường là đồng này, đường này nó chạm xuống cái mức mà chúng ta đặt ở đây là chúng ta đặt mua ấy là giá ấy. Thì sao, thì cái này lệnh này khi đấy thì gọi là lệnh chờ. Trong trường hợp bạn không có tiền nhá, thì nó không đủ tiền nhá, thì nó không không thực thi được. Đấy. Ok, thì đấy là hai lệnh
Và bạn có thể tìm hiểu thêm về ví dụ như lệnh chờ, ví dụ buy limit là gì, hay là sell stop là gì, buy stop là gì, có thể thêm đấy. Và đặt như nào thì bạn cần phải tìm hiểu. Tôi chỉ hướng dẫn anh chị và các bạn là mua thì chúng ta sẽ như nào, chúng ta sẽ chú ý cái gì. Chú ý thứ nhất là chúng ta chú ý là chốt lời ở mức bao nhiêu. Thường thì chốt lời chúng ta sẽ chốt lời ở mức cao, còn cắt lỗ thì chúng ta cắt lỗ ngay trên cái mức đấy. Ví dụ tôi mua ở đây chẳng hạn, cái đường này bao giờ nó cũng dài hơn cái đường trên này, nên nhớ là cái đường cắt đường đường lời nó luôn dài hơn trên đấy. Để nếu mà trường hợp nó nhảy lên thì mình có thể bị lỗ ít, nhưng mà nó xuống thì mình phải lời lời lớn này, lời lớn 5 đô. Ok, 16 phút rồi. Thì đây là cái hướng dẫn đầu tiên về cách chơi như nào. Chúng ta quan sát và quan sát 11 giờ, 2 giờ, 4 giờ và một ngày một tuần. Để sao đây này, có thời điểm nó lên khủng khiếp chưa? Đấy. Chỉ trong 4 giờ chẳng hạn thì chúng ta có thể kiếm được khoảng 50 đô một ngày là chuyện rất bình thường, với tài khoản 100 đô, thậm chí là 50 đô một ngày với tài khoản 50 đô cũng được. Nhưng mà trong trường hợp đấy chúng ta lại phải chấp nhận cái rủi ro cao, có thể bị cháy tài khoản bất cứ lúc nào. Lúc đấy chúng ta sẽ không quan tâm đến việc chốt cắt lỗ nữa. Thì cái đấy tôi sẽ không hướng dẫn anh chị, mà tôi hướng dẫn những anh chị nào có khoản đầu tư từ 100 đô trở lên thì chúng ta ăn chơi chơi cái kiểu này an toàn hơn. Chúng ta không cần lo lắng là đi vệ sinh hay đi đâu đó chẳng hạn thì chúng ta sẽ bị cháy tài khoản. Và chúng ta cứ chơi theo cái phương pháp này, tức là chúng ta làm sao giảm thiểu cái lỗ ở mức tối đa nhất, à mức tối thiểu nhất, tối thiểu. Những cái đặt này lệnh trên này là tôi đặt đã chơi được dưới bắt đầu tôi mới đặt là thật. Đấy. Chúng ta quan sát kỹ biểu đồ, chúng ta có thể đi ngủ chúng ta cũng chẳng lo lắng gì cả, bởi vì lệnh nó vẫn hoạt động và nó cắt lỗ chúng ta, chốt lời chúng ta ăn rồi. Ok, thì tôi sẽ dừng cái video này tại đây. Thì có bất kỳ câu hỏi nào thì anh em có thể comment xuống cái video YouTube của tôi, hoặc là hỏi tôi trên Facebook. Ok, anh chị nào muốn tôi hướng dẫn thêm ở trên TeamView thì cũng có thể là chuẩn bị máy tính TeamView Skype cho nó ok thì tôi vào hướng dẫn luôn. Còn nếu mà tôi vào hướng dẫn mà anh chị chưa chuẩn bị thì nó mất thời gian của tôi. Ok. Và cái nguyên tắc nữa là chúng ta cần phải tuân thủ là nên luôn chơi thử. Ở đây này, luôn chơi thử. Tại sao phải chơi thử? Bởi vì sao, khi vào trong vào tiền thật ấy, thì cái việc là chúng ta sẽ sợ mất tiền là một, thứ hai là tham lam kiếm thêm nhiều tiền là hai, và vân vân và vân vân. Tức là cái chúng ta ở đây có một cái câu câu nói mà tôi rất thích, chìa khóa của giao dịch thành công là kỷ luật về cảm xúc. Nếu sự thông minh là cốt lõi, sẽ có rất nhiều người kiếm được tiền. Tôi biết này, người này điều này có vẻ xáo lỗ, nhưng lý do quan trọng duy nhất khiến người ta mất tiền trên thị trường là họ không cắt lỗ ngay. Đây ông này ông bảo là không cắt lỗ. Còn có những người ấy, gọi là người tham lam, tức là muốn kiếm nhiều nhất có thể, muốn kiếm nhiều nhất có thể, thì những người này cũng nguy cơ bị cháy tài khoản rất là cao. Những người thì không muốn là mất mất tiền, còn những người kia thì muốn được rất là nhiều. Ok, đấy thì chúng ta phải xem xét, chỉ cần hai lần đúng chúng ta cũng có thể thắng rồi. Ok, tuy cái thắng nó chưa bằng dội lắm. Ok, xin chào anh chị và các bạn, hẹn ở video tiếp theo. Bye bye.